Vâng, tôi giới thiệu với các bạn video này với vườn anh Tuấn Điện. Tôi sẽ hỏi anh Tuấn Cơ Điện tại sao lại đề cái tên típ vườn là như vậy, để cho chúng ta được biết đây chính là anh Tuấn Điện đây. Thế anh Tuấn Điện ơi, thế cái típ vườn của anh là Tuấn Điện thì có cái ý nghĩa gì? À, thực ra nghề chính Tuấn của Cơ Điện. Nghề chính của em làm công ty về thi công xây lắp cơ điện ở khu công nghiệp. À vâng, thế vườn nhà mình ở đâu? À, em để ở bên chỗ An Mộc Viên. An Mộc Viên. Vâng, An Mộc Viên chỗ Đầm Bầu đấy. Vâng vâng, được rồi. À, đây là một số những cái tác phẩm hoa trà. À, đây là trà hồng, gọi là hồng trà. À, với cái vóc dáng như thế này thì giá giao lưu là bao nhiêu anh? Dạ, những cái cây này thì khoảng tầm 4 triệu. 4 triệu một cây này. Vâng, còn cây to kia thì khoảng tầm 6 triệu một cây. Cây to là cây ngoài hơn kìa. Vâng. Vâng, 6 triệu. Là đôi này. Đều là hồng trà tất. Vâng, với những cái búp nụ như thế này thì chắc chắn là dịp đón xuân năm mới và Tết âm lịch thì những bông hoa trà sẽ nở rộ, để cho chúng ta một lãng hoa trà rất đẹp. Mà đường kính gốc cũng lớn rồi đấy chứ có phải còn nhỏ đâu. Cái vị trí tách ra để làm những cái tay cành cũng rất hợp lý, không cao và không thấp. À, như cây này là quá đẹp, tách ra ở cái vị trí mà thân lại côn lại bầu chứ đúng không? Hay. Cây này có lẽ đẹp nhất trong số 3 cây anh ạ. Cây ngoài cùng thì chính cây này này. Và tôi cũng sẽ chiếu đến cái biển nhà vườn Tuấn Cơ Điện, Từ Liêm, Hà Nội. Trong đó có số điện thoại để chúng ta giao lưu. Và bây giờ đi. Vâng, đây là biển Tuấn Cơ Điện, Từ Liêm, Hà Nội. À, tiếp theo chúng ta giới thiệu một tác phẩm xanh của anh Tuấn Cơ Điện. Như cây xanh này giao lưu giá bao nhiêu anh Tuấn ơi? Dạ, cây này bây giờ là 120 triệu. 120 triệu. Vâng. Cây xanh 5 điểm. Con này còn tốt chậu. Đúng. Con rồi mới này, trong chậu lâu. Vệ lại. Đây là anh mới chặn bớt rễ để anh ép chậu. Vâng, ép vào cái bể này nhỏ hơn. Nó sẽ sẵn chơi rồi. Bởi vì vòm cây với cái chậu này là hợp rồi. Là đủ, vừa đủ. Được. Cái cốt cái bóng này hay phết. Còn cái ngọn này đơn giản, ngọn đưa lên thì nhanh lắm. Tìm cái ngọn này thì phải làm lại. Cái này phải đè lại bông. Đúng rồi. Cái này đè lại bông. Làm lại bông và cái ngọn xử lý lại thì cái này rất chi đấy. Do cái vườn trước là cái nước tưới nó không được tốt lắm nên nó bị tạt, nó mầm ở đây. Đúng rồi. Nhưng cái này mà nếu mà nước đẹp cái thì lên nó như màu đồng như cái cây bên trong. Ở đây tôi thấy anh ngoài xanh ra có những cái bệ thế rất hay.
À, đến cái bệ khế mà ngay tôi nhấc cái biển Tuấn cơ điện ra này, chúng ta chia sẻ trước. Vâng, đây là những cây khế cổ từ ngoài Bắc mình, chứ không phải là khế trong miền Nam đưa ra. Không phải là khế gần miền Nam, mà là khế cổ phía Bắc, đúng không anh? Hay là khế miền Nam? Đúng rồi, ngoài Bắc thôi. Bệ đẹp thế nhỉ? Cái gốc khế này bao tiền? Anh Tuấn ơi. Dạ. Gốc khế này bao nhiêu tiền? Cái gốc khế này là 85 triệu ạ. Vâng, 85 triệu. Đây là cây sộp à? Vâng, đấy là cây sộp ạ. Ồ, cây sộp mà nhìn bóng gân của nó đẹp. Cây túc túc. Túc mới sộp nhiều người giống nhau ấy. Nó lên những cái vào dây từ trước nên nó chùn chùn da chùn thịt lại nhỉ. Cái này thay cái chậu khác đẹp cái là nhìn lên không cần nó rất là không cần. Ừ. Chậu này sâu quá. Dạ vâng. Cái này chắc mấy hôm nữa em bắt đầu em thay một cái chậu. Ừ. Dùng cái loại chậu như này. Lấy chậu của Thạch Thất. Chậu đắp tay Thạch Thất. Cây túc này giao lưu giá bao nhiêu tiền? Cây túc này thì 17 triệu. 17 triệu cây túc này. Vâng, anh có những cái bệ xanh nguyên bản là xanh long anh phá ra để phá cách ra trở thành những cây dáng điệu hơn, nhưng mà rất là già cây. Mốc trắng hết, đóng tem lên hết rồi. Đây như anh Tuấn, cái bệ xanh này bao nhiêu đây? Dạ, cái cây xanh này thì là 50 triệu ạ. Vâng, 50 triệu cái bệ này. Này rất già. Tác phẩm Ruối. Cây thông dáng trực này giá bao nhiêu anh? Cái này 15 triệu. 15 triệu cây này. Cô nhận nhìn bóng thông thích nhỉ? Đúng là nó văn nhân rất là đẹp. Và phải kể đến một bệ hoa giấy.
Anh báo giá nốt cái cây hoa giấy này đi. Dạ, cây hoa giấy là của cậu em. Cái đấy thì cậu em cậu đang đọc 20 triệu. 20 triệu à? Dạ vâng. Vâng. Và cái bệ xanh như thế này? Bệ xanh đấy xanh Nam Điền, con này đang đi lu rất đẹp. Con này thì có 17 18 triệu thôi. Giá rất chi là hợp lý. 17 triệu cái bệ xanh này. Vâng, và Đỗ Sinh cũng xin dừng cuốn video này tại đây. Vì cái điều kiện sức khỏe hôm nay, một hai ngày vừa rồi tôi bị cúm mệt quá. Tôi xin dừng để tôi bắt xe về bên nội thành. Đầu nó cứ ong ong. Một hai hôm nữa khi các bạn mang cây về đây tiếp đến thị trường sôi động hơn, Đỗ Sinh sẽ quay trở lại để chia sẻ với chúng ta, để có những cái video làm cầu nối trong làng chơi và sản xuất hoa cây cảnh để chúng ta giao lưu với nhau.